Cổ động viên MU phấn khích với Ten Hag buồn. Người hâm mộ quỷ đỏ hào hứng khi chứng kiến đội nhà thi đấu khởi sắc dưới thời tân huấn luyện viên Erik Ten Hag trong trận thắng Liverpool 4-0 tối ngày 12 tháng 7 ở Thái Lan. Bốn pha lập công của MU được ghi bởi Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial và Facundo Pellegrini. Khi trận đấu mới trôi qua được 34 phút, quỷ đỏ đã dẫn đối thủ đến 3-0. Một đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho thấy pha tổ chức tấn công đáng chú ý của MU giữa hiệp 1. Bóng được bắt đầu từ David De Gea qua chân Victor Lindelof, Luke Shaw và Bruno Fernandes. Tiền vệ người Borussia mở bóng thuận lợi cho Sancho bên cánh phải. Tuyển thủ Anh nhả bóng cho Diogo Dalot đang đà băng lên, nhưng đáng tiếc hậu vệ này lại dứt điểm trúng cột dọc để đáng tiếc. Dù không có được bàn thắng, pha tổ chức của MU khiến nhiều cổ động viên đội bóng cảm thấy rất phấn khích. Người hâm mộ có tên Dean Cooper xác nhận: "Tôi biết đây chỉ là trận giao hữu, nhưng mọi thứ có vẻ khả quan. Có thể thấy đây là thành quả của công tác huấn luyện." Trong khi đó, một cổ động viên tên Jack bình luận: "Đây là thứ bóng đá đẹp nhất tôi từng thấy MU triển khai trong 3 năm qua." Người dùng khác tên Simi Maxcler thì viết: "Hãy nhìn cách mà chúng ta thoát khỏi sự pressing của đối thủ kìa." Chasport Bible gọi pha bóng nói trên là Ten Hag ball, dựa trên việc liên tục luân chuyển bóng giữa các cầu thủ, nhưng vẫn giữ được tốc độ và sự chuẩn xác cao. Rio Ferdinand, cựu trung vệ MU nói: "Hôm nay, tôi đã thấy một vài điều mà MU luôn khát khao có được trong nhiều năm qua. Đội bóng thường hiếm khi tạo ra màn trình diễn như vậy trước đây. Tôi cảm thấy được tầm nhìn của huấn luyện viên Ten Hag trong lúc ông ấy đứng bên ngoài đường biên." Sau trận đấu tại Thái Lan, MU sẽ lên đường sang Australia để chơi thêm 3 trận giao hữu nữa trong chuyến du đấu hè 2022, lần lượt trước Melbourne Victory, Crystal Palace và Aston Villa. PSG từ chối ký hợp đồng với Ronaldo. Theo ESPN, PSG đã từ chối ký hợp đồng với Ronaldo sau cuộc đàm phán với người đại diện Jorge Mendes. Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Ronaldo rất muốn rời United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền đạo người Borussia đã không trở lại trung tâm Carrington, ai cũng không di chuyển cùng MU tới Thái Lan để tham dự chuyến du đấu hè 2022. Nhiều nguồn tin cho rằng Ronaldo muốn chuyển đến thi đấu cho một câu lạc bộ dự Champions League. Theo ESPN, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, đã có buổi đàm phán hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết chủ tịch Laser Ancelotti đã từ chối ký hợp đồng với Ronaldo. Được biết lý do mà PSG từ chối ký hợp đồng với Ronaldo là vì lo sợ tiền đạo người Borussia không phù hợp với những cầu thủ như Mbappe, Messi và Neymar. PSG tin rằng Ronaldo không phải là cầu thủ phù hợp với PSG trong thời điểm này. Ronaldo Gantier muốn chơi với 3 hậu vệ. Điều này sẽ khiến Ronaldo có ít khoảng trống khi chơi cùng bộ 3 tiền đạo hiện tại của PSG. Nhà cầm quân người Pháp lo sợ việc ký hợp đồng với Ronaldo sẽ chỉ làm rắc rối đội hình của PSG. Ngoài PSG, Chelsea và Bayern Munich cũng rất quan tâm việc chiêu mộ Ronaldo. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho biết, hùng xám đã từ chối ký hợp đồng với siêu sao người Borussia. Trong khi đó, Chelsea tỏ rõ sự quan tâm với Ronaldo, nhưng lo ngại về sự phù hợp của tiền đạo này với số đời chiến thuật của viên Thomas Tuchel. Sterling bay đến Mỹ hội quân với Chelsea. Raheem Sterling đã bay tới Mỹ để hội quân với Chelsea trong chuyến du đấu của đội chủ sân Stamford. Raheem Sterling được nhìn thấy đã đáp chuyến bay từ Anh tới Los Angeles. Theo Mirror và các nguồn tin khác ở Anh, ngôi sao chạy cánh 27 tuổi đến Mỹ không phải du lịch mà là hội quân với Chelsea. Sterling chưa được Chelsea công bố chính thức, nhưng thương vụ chuyển nhượng này coi như đã hoàn thành. Dự kiến trong 24 giờ tới, Chelsea sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với Sterling. Tuyển thủ Anh có thể ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Charlotte vào ngày 21 tháng 7 và đặc biệt có thể đối đầu với Arsenal 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, Sterling sẽ bỏ lỡ trận đầu tiên của The Blues trong chuyến du đấu tại nước Mỹ trước Club America ở Las Vegas vào thứ Bảy. Đến Chelsea, Sterling mở túi 300.000 bảng một tuần theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng. Tiền đạo cánh người Anh tạm thời sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Stamford sau khi Lukaku 350.000 bảng một tuần để Inter Milan thời gian cho mượn một năm. Sau khi hoàn thành thương vụ Sterling, Chelsea sẽ dồn sự tập trung vào trung vệ Koulibaly, cầu thủ chỉ có một năm hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản Napoli. Song, Napoli xác nhận bán Kalidou Koulibaly. Về Luciano Spalletti, bóng gió khẳng định Napoli sẽ bán trung vệ Kalidou Koulibaly. "Tôi hy vọng Koulibaly ở lại, cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và có thể trở thành đội trưởng của Napoli ở mùa giải tới. Trong trường hợp Koulibaly muốn đến một câu lạc bộ khác, chúng tôi sẽ cảm ơn cậu ấy." Ông Luciano Spalletti trả lời trong cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay khi được hỏi về thông tin tuyển thủ Senegal sẽ đến Chelsea. Về phía Kalidou Koulibaly, đề cập đến việc sắp gia nhập Chelsea trong cuộc trò chuyện với phóng viên Roman Collet-Gardin của Eurosport, cựu cầu thủ Gent cho biết: "Tôi sẽ xác nhận sau, nhưng mọi chuyện đang đi đúng hướng." Trước khi Luciano Spalletti và Kalidou Koulibaly lên tiếng, nhiều nguồn tin uy tín tại Italia và Anh cũng khẳng định Napoli đã đồng ý bán hậu vệ 31 tuổi cho Chelsea. Theo Corriere dello Sport, phí chuyển nhượng thương vụ này là 40 triệu euro kèm miễn phí. Và huấn luyện viên Luciano Spalletti đã thông báo với các học trò rằng Napoli đã để Kalidou Koulibaly ra đi.
Tờ Corriere dello Sport cho biết thêm, Koulibaly sẽ ký hợp đồng 5 năm với Chelsea. Hiện tại Chelsea và Napoli đang chốt những điều khoản cuối cùng trước khi Koulibaly đến London kiểm tra y tế, chính thức ký hợp đồng và ra mắt The Blues. Cũng liên quan đến hợp đồng của Koulibaly, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, tùy thủ Senegal sẽ nhận mức lương 10 triệu euro một mùa sau thuế tại Chelsea. Hiện tại Koulibaly nhận gần 6 triệu euro một mùa sau thuế tại Napoli. Với những diễn biến kể trên, việc Koulibaly đến Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian. Như vậy, hậu vệ 31 tuổi sắp chia tay Napoli sau 8 năm gắn bó. Trước đó, Koulibaly gia nhập đội bóng Italia vào hè 2014 từ Gen với giá 7,6 triệu euro. Cùng với Napoli, tuyển thủ Senegal chỉ giành 2 danh hiệu Coppa Italia và Siêu cúp Italia. Đình Ten Hag, Luxor chê Mourinho, Solskjaer và Rangnick. Hậu vệ Luxor đã dành những lời khen có cánh cho tân huấn luyện viên Erik Ten Hag, đồng thời ném đá các huấn luyện viên tiền nhiệm của Man United. Erik Ten Hag đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn ở Man United. Trong trận đấu ra mắt tối ngày hôm qua, huấn luyện viên người Hà Lan đã có thử nghiệm thành công với chiến thắng 4-0 trước Liverpool tại Thái Lan. Dù đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng nó vẫn mang tới nhiều hy vọng về sự khởi sắc của Quỷ Đỏ dưới triều đại của cựu huấn luyện viên Ajax. Ngay trước trận đấu với Liverpool, hậu vệ cánh trái Luxor đã hết lời khen ngợi người thầy mới. Tuyển thủ Anh cho rằng Erik Ten Hag đang cố gắng truyền tải và áp dụng triết lý chơi bóng của mình, điều mà MU đã không có trong một thời gian dài. Chia sẻ trên tờ Metro, Shaw nói, rõ ràng Ten Hag là một huấn luyện viên hàng đầu, ông ấy có triết lý của mình và muốn chúng tôi chơi theo cách đó. MU đã không có được điều này trong thời gian dài và rõ ràng nhất là mùa trước, điều đó vô cùng thất vọng. MU cần trở lại và Ten Hag đang làm việc rất chăm chỉ để giúp chúng tôi. Các cầu thủ đều mong đợi mùa giải mới vì chúng tôi biết nó sẽ tốt hơn nhiều mùa giải trước. Khen Ten Hag so giống như đang chê các huấn luyện viên tiền nhiệm của MU là Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Cựu cầu thủ Southampton ám chỉ rằng MU trong những năm gần đây thi đấu không tốt và không có triết lý rõ ràng, qua đó khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong cách chơi và triển khai lối chơi. Bên cạnh đó, Shaw còn chỉ trích Jose Mourinho, hậu vệ 25 tuổi cho rằng Mourinho đã có thành kiến với anh trong thời gian dẫn dắt MU và cả sau này. Tại Euro 2020, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha từng chê Shaw không biết đá phối hợp khi ông được mời làm bình luận viên trong trận Anh thắng Cộng hòa Séc 1-0. Đội tuyển Iran muốn gây bất ngờ với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Trước thềm World Cup 2022, đội tuyển Iran bất ngờ bày tỏ ý định chiêu mộ cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer giữ ghế nóng ở đội bóng này. Sau gần 2 năm cầm quyền tại Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer đã nói lời chia tay MU vì thành tích bết bát ở đầu mùa giải 2021-2022. Kể từ khi rời ghế nóng ở MU, chiến lược gia người Na Uy vẫn chưa tìm được cho mình biểu độ mới. Ông không còn tham gia vào các hoạt động bóng đá, ngoại trừ việc tới cổ vũ những trận đấu của con gái trong màu áo đội bóng nữ. Mới đây, huấn luyện viên Ole nhận được một lời đề nghị khá bất ngờ tới từ châu Á. Cụ thể, đội tuyển Iran đã liên hệ và gửi một đề nghị cho Ole. Theo thông tin từ Foot Mercato, đội bóng Tây Á đánh giá cao năng lực cũng như bản CV của huấn luyện viên người Na Uy và muốn Ole nên nắm quyền tại World Cup tới. Thông tin trên là hoàn toàn có cơ sở khi cách đây ít ngày, đội tuyển Iran đã bất ngờ nói lời chia tay huấn luyện viên Dragan Sokic. Bất chấp thành tích ấn tượng, chiến lược rằng Croatia đã giúp đội tuyển Iran giành 15 chiến thắng trong 18 trận đấu và giúp đội bóng này đứng nhất ở vòng loại 3 World Cup 2022 trên cả đội tuyển Hàn Quốc. Nguyên nhân cho việc huấn luyện viên Skosic bị sa thải là do ông không kiểm soát được phòng thay đồ. Chiến lược gia người Croatia không giải quyết được vấn đề phe cánh ở nội tình đội tuyển Iran và Liên đoàn bóng đá nước này muốn tìm một chiến lược gia khác. Tuy vậy, quyết định này của đội bóng Tây Á khiến người hâm mộ khó hiểu và bức xúc. Về phía huấn luyện viên Ole, sau khi nhận lời mời từ đội tuyển Iran, ông đã từ chối vì đang có một ưu tiên ngắn hạn khác cần giải quyết trước trong thời gian tới. Tuy vậy, cũng có thông tin cho rằng Ole từ chối đội tuyển Iran vì lo sợ không thể trụ lại do không hiểu văn hóa ở đội bóng này. Trong quá khứ, đội tuyển Iran từng được dẫn dắt bởi một người cũ khác của MU, Carlos Queiroz. Dưới thời Queiroz, đội tuyển Iran có 2 lần dự World Cup cùng 1 lần vào tới bán kết Asian Cup. Tỷ lệ chiến thắng của đội bóng Tây Á dưới thời huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là 60%.